Đèn chùm pha lê nghệ thuật 023 được thiết kế độc đáo theo phong cách châu Âu, màu vàng nhưng không kém phần sang trọng. Từng thanh pha lê sáng lung linh được lắp đặt có quy luật trật tự vô cùng chuẩn chỉnh. Những đường nét tinh tế mềm mại của khung đèn đã tạo nên vẻ đẹp hiện đại cho mẫu đèn chùm này. Đèn có kích thước đa dạng phù hợp cho mọi không gian và dây thả dài 50cm. Đèn sử dụng bóng đèn LED rời 3 chế độ màu, có ánh sáng màu vàng khá vừa mắt cũng như rất hài hòa không làm chói mắt người nhìn, nên thị lực của mắt luôn được đảm bảo. Đây là mẫu đèn chùm phù hợp với những ngôi nhà có phong cách thiết kế cổ điển, tân cổ điển, châu Âu sang trọng, phù hợp với rất nhiều các không gian khác nhau. Bạn có thể treo đèn tại phòng khách, nhà hàng, khách sạn hay tại các phòng họp hội trường. Bạn nghĩ sao về mẫu đèn chùm pha lê 023 này?